Chúng ta đang trên đường đến trường đại học QC, một ngôi trường hết sức là xinh đẹp, để gặp anh Cương. Wow, đây là một ngôi trường rất là to và rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên mà Sanh đến Nhật, cũng là lần đầu tiên mà Sanh có thể ghé được một trường đại học QC, một trong những ngôi trường rất là to và rất là hiện đại của Nhật. Bây giờ mình vô mình tham quan nhé. Đại học QC là một trong những trường đại học quốc gia hàng đầu tại Nhật Bản. Ito Campus nằm ở gần ven biển phía tây thành phố Fukuoka, với diện tích khu đất là 275 hectare, gấp 20 lần diện tích của Đại học Aramid tại thành phố Hồ Chí Minh. Đôi ghê, 20 lần. Trường Đại học Kyushu là khuôn viên đại học rộng nhất ở Nhật Bản. Chính vì vậy, người ta thậm chí còn dùng cả xe buýt để di chuyển trong khuôn viên trường. Trong trường còn có đầy đủ các cơ sở vật chất phục vụ đời sống sinh hoạt như cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, tiệm hamburger. Này giống cái thành phố thu nhỏ. Nghe nói là anh Cường hiện đang làm việc ở đâu đó trong ngôi trường khổng lồ này. Ai mà được vô trường này học thật là sung sướng và hạnh phúc. Trời ước gì sao anh có thể quay ngược thời gian, có thể vô đây học được một lần. Anh Cường đâu ạ? Phải anh Cường đó không? Anh ơi! Anh ơi! Hello! Hello! I'm looking for Mr. Cường. Yeah. I'm Mr. Cường. Oh, really? Yes. Anh Cường hả? Oh, nice to meet you, anh Cường. Nice to meet you. Anh nói được tiếng Việt mà đúng không? Yeah. Mình nói thì tiếng Việt cho anh. Tại vì em đâu biết người Nhật hay là gì đâu. Nói tiếng Anh chứ. Nách FC này. Nhìn mà anh cũng giống người Nhật mà. Về công nghệ Hero. Đây chính là nhân vật chính của kỳ này, anh Phạm Hùng Cương. Anh hiện đang làm việc với tư cách là trợ lý giáo sư ngay tại trường đại học Kyushu này. Thật là quá xuất sắc. Anh Cường đang làm việc ở một nơi như thế nào đây nhỉ? Bây giờ anh ấy sẽ dẫn chúng ta đi tham quan nơi làm việc của mình. Kiểu như giống như những bộ phim hành động thường thấy vô những cái trung tâm nghiên cứu, lúc nào cũng màu trắng. Nó hơi rợn rợn người một chút xíu. Là Thanh chuẩn bị làm nạn nhân á. Anh vô được không ạ? À, được. Oh, hello. 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 Muốn sợ không vậy hả? Đây là... Chỗ ta nghiên cứu làm ạ? Thầy của anh giáo sư vậy. Còn... Oh, thầy của anh hả? Đây là trung tâm nghiên cứu về tế bào nhiên liệu thế hệ mới, nơi anh Cường làm việc. Một căn phòng đơn giản trông giống như một văn phòng làm việc bình thường, nhưng thực ra là nơi thực hiện những nghiên cứu vô cùng tiện lợi cho cuộc sống. Đây là chỗ bàn làm việc của mình. Đây là bàn làm việc của anh hả? Đây là mọi người có thấy là một góc làm việc rất là nhỏ và xinh xắn của anh Cường. Cái công việc hàng ngày của anh, ngày nào anh cũng phải làm hay công việc mấy tiếng là thế nào? Một ngày thông thường là mình làm việc từ lúc 9 giờ sáng. 9 giờ sáng? 9 giờ sáng đến đây. Và... Tới suốt đêm không anh? Có tầm khoảng lúc đi, nó tùy từ hôm. Thông thường tầm khoảng 10-11 giờ mình quay trở về. Thử hỏi thăm giáo sư của phòng nghiên cứu xem giáo sư có ấn tượng như thế nào về anh Cường nhé. How about Cường? Is he good? We are working together. Yeah. And he achieved a very good research results and published research paper. Yes. And very nice. Very nice. Thực tế thì anh ấy đang thực hiện nghiên cứu gì vậy? Hãy để anh ấy dẫn chúng ta đến phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm bày rất nhiều những loại máy móc có vẻ phức tạp. Nghe nói là anh Cường lúc nào cũng vui đầu trong căn phòng này, có khi là dành trọn vẹn cả một ngày để nghiên cứu. Đây là nơi làm việc của mình. Đây là nơi làm việc của anh ạ. Đây là loại fuel cell, loại fuel cell thế hệ mới. Pin nhiên liệu mới mà nó có thể là dùng thành phần chính là từ bột kim loại. Pin nhiên liệu này thì nó chuyển hóa năng lượng từ hydro thành nguồn điện, mà nó không thải ra nguồn điện ra đây mình dùng được, mà cái loại pin này thì nó không thải ra các loại khí độc hại ra ngoài môi trường. Rất là thân thiện loại môi trường. Anh Cường hiện đang phát triển hệ thống tế bào nhiên liệu, hay còn gọi là pin nhiên liệu, sử dụng khí hydro và hạn chế đốt nhiên liệu, nhưng vẫn có thể phát điện được một cách hiệu quả.
Anh dùng công cụ này để lặp đi lặp lại các thí nghiệm hóa học nhằm nghiên cứu về hệ thống phát điện trong tương lai có hiệu suất cao, giá thành thấp, thân thiện với môi trường. Cái này nếu mà để làm được thì anh phải học máy móc này. Máy này thì là do ý tưởng của mình, xong bắt đầu là mình vẽ ra cái bản vẽ, xong bắt đầu là bên nhà thiết kế người ta sẽ làm theo, người ta sẽ sản xuất cho mình. Ồ, hay quá nhở. Vui nắng quá. Đây là sản phẩm mà kết hợp với cả công ty cái bình lớn thế này. Dạ. Chính là ứng dụng của một loại pin nhiên liệu đó. Còn đây là máy chứng thực Hybrid Demonstration Unit do công ty Mitsubishi và công ty Hitachi cùng hợp tác phát triển. Sử dụng khí hydro và carbon monoxide được sinh ra trong quá trình cải thiện khí ga thành phố để phát ra nguồn điện và tích tụ lại trong pin năng lượng khổng lồ. Hiện nay thì đang trong quá trình chạy thử nghiệm được 500 và mình nghĩ là trong tương lai cung cấp nhiều hơn. Dạ. Thật mong chờ tới tương lai quá đi. Đây là một trong những ứng dụng tuyệt vời từ loại pin nhiên liệu mà tập đoàn Toyota đã sản xuất ra một loại xe đây tên là Mirai. Mirai dùng pin nhiên liệu. Vào năm 2015, hãng Toyota của Nhật Bản đã sản xuất ra loại xe hơi có tên Mirai chạy bằng nhiên liệu hydro. Ngày nay, do ý thức quan tâm đến môi trường của người Nhật cũng được nâng cao, nên loại xe này đặc biệt được ưa chuộng đến mức là cho dù có đặt hàng trước thì cũng phải đợi đến 3 năm. Những người đã phát hiện ra ý tưởng tuyệt vời về tế bào nhiên liệu hydro này chính là nhóm của anh Cường và các thành viên của trường đại học Kyushu. Nếu mà mình chạy trong vòng bao lâu thì đã hết pin? Mình có thể là sau một lần nạp nhiên liệu hydro thì mình có thể chạy được 500 cây số. 500 cây số mà làm một lần 3 phút thôi đúng không? Khoảng 3 phút. Bây giờ không biết là mình vô mình chạy thử được không? Thì bây giờ mình thử chạy thử. Vậy là mọi người nhờ giáo sư Taniguchi Shunsuke lái xe để được một lần cảm nhận cảm giác được ngồi trên chiếc xe hơi hiện đại này. Vậy chúng ta đi thôi, let's go. Nhưng mỗi lần sạc là phải có cái đồ sạc hay là phải... Nó phải cắm cái nguồn điện. Có trạm sạc. Xe này rất là đẹp luôn. Mà cảm thấy mới quá. Chứ bây giờ khoảng bao nhiêu tiền? Hiện nay xe này thì giá bán tầm khoảng 700 man, tức là tương đương khoảng 6 tiền Việt. Người ta tỷ giá bây giờ khoảng 6 tiền Việt nhưng mà đã có trợ thuế, trợ giá từ chính phủ. Và trong tương lai, và cái xe này thì đắt hơn cái xe bình thường chạy bằng xăng khoảng 2 đến 3 lần. Bơ 2 đến 3 lần và trong gấp 2 đến 3 lần. Wow, mà em thấy rất là êm, chắc lái xe là đẹp nữa. Đặc biệt là không thải ra, không tẩy thôi khí thải này rất thân thiện môi trường. Khí thải chính là nước, khí thải với nước. Buổi trưa vì quá bận rộn nghiên cứu nên anh Cường thường ăn trưa luôn trong trường. Bọn anh vẫn ăn đây hả? Ăn ở đây. Căng tin trường vào thời gian nào cũng đông sinh viên nên rất náo nhiệt. Điểm hấp dẫn của căng tin là có thể ăn uống vừa rẻ vừa no bụng, tự chọn món mình thích trong số hơn 20 món có trong menu thường ngày như cơm cà ri, mì ramen, các món cơm khác. Sau đó họ tự phục vụ. Món mà sĩ Thanh đã chọn là mấy cũng được, 70 ngàn. Thường mấy trường đại học là giá tầm này. Ai nói nhật mắt thấy nhật rẻ thấy mồ luôn ha. Mắc là sắm rẻ đó. Mua sắm tính ra rẻ hơn Thái Lan đó chị. Cái gì vậy? Sớt gà. Gà. Ủa cô ăn chay nó lạnh gì vậy? Ăn rau quá. Cái cơm có S. Ở đây có cơm. Như quần áo có loại luôn. SML, XL, ai ăn nhiều? Em, watashi no em size. Thế anh chỉ ăn kiểu... Omiso su. S thôi. S cũng nhiều bộ. S là chán cơm đầy. Ngon quá. S. Không phải XS đâu ha.
có bán một đồng nghiệp của anh Cường cũng ngồi vào ăn chén cơm với mọi không người. Hả? Chén cơm nó ăn không? Em ăn chén cơm không? Đây là bằng hương giật ngon bộ. Nghiên cứu sinh năm thứ nhất. Trang nước tương cho ăn cũng ngon rồi. Đây này hả? Ăn ăn cơm với chung với cả nhóm nè. Cậu này trong nhóm nè đúng không? Nhóm, trong nhóm. Ngoài ăn ở đây mọi người có đi ra ngoài ăn ăn uống rồi đi chơi. You guys often go out hang out? Coffee now is hang out. No. Em ở đây học tập của anh Cường cũng một năm rồi thì em thấy tính cách của anh Cường như thế nào? Anh Cường rất là thân thiện với mọi người. Nói nó đồng với Cường ai cũng biết. He's too busy at work, you know. He's a hard worker. He was the best student, I think. Best student? He was. Có vẻ như là các đồng nghiệp cũng rất ngưỡng mộ phong cách nghiên cứu của anh Cường. Anh Cường thường hay thức đến tận khuya để nghiên cứu. Hôm nay vì có chương trình từ Việt Nam đến thăm, nên anh đã cố gắng thu xếp hoàn thành công việc sớm. Mấy người học nghiên cứu là cô biết mà, là say mê lắm, quên thời gian. Khô khéo luôn. Đây là ngày xưa lý ra nhà là cán bộ là vậy nè. Đó học lý học mấy em bộ. Đây là tòa nhà nơi anh Cường đang sống, được gọi là Đan Chi, là kiểu nhà ở tập thể đã có từ ngày xưa ở Nhật. Vì không có thang máy nên mọi người leo thang bộ lên tầng 4. Hàng ngày lên đây chắc tập thể dục luôn ha. Tập thể dục tập tầng 5. Ok. Tôi thấy cũng bình thường. Nó là một cái khu vậy thôi. Nhưng mà dù sao cũng sướng hơn Công Phượng rồi. Khu phức hợp, so sánh gặp khiện. Không anh hả? Đừng đem Công Phượng lên nói nữa. Nhà này rất là rộng luôn á. Không anh nhìn mình. Trời, nhà không chả có gì. Chống quên. Sao đúng đơn lúc đó vậy? Thoải mái. Để coi tủ lạnh lên thường ngày có cái gì vậy? Bây giờ làm tủ lạnh. Vô. Sữa. Cũng có nhiều đồ ăn lắm chứ. Sao sao nè? Cũng lục rồi mày đặt nói tôi. Ôi, có sẻ hả? Tủ lạnh thôi. Ai đem qua đây cho anh nhỉ? Thỉnh thoảng có người từ Việt Nam về thì anh nhờ họ. Tự đem tới sáng hay giữ xã? Anh hay nấu món gì? Thỉnh thoảng nấu mình món cà rang thịt. Đây không món thịt nhưng mà đó. Thấy không? Chị thấy người ta lục, người ta lệ lịch sự nhẹ nhàng hơn. Đúng rồi. Chị tưởng là có cái gì chỉ có bia thôi. Phải bia không? Bia. Mình phải bia không ạ? Bia đây. Em muốn thử không? Thôi à, em không. Trời, Thanh muốn gật đầu lắm mà. Nhưng Thanh đang quay. Thì hồi nãy tham quan vòng vòng nhà anh thì em thấy là tất cả mọi thứ nó rất là đơn giản. Bởi vì là mình đang là độc thân thì mình hoàn toàn là chỉ về đây chỉ về để ngủ. Ngủ hoặc máy hả? Thường người ta ngủ điều hòa. Hàng ngày chi tiêu rồi phải trả tiền nhà. Và tiền lương của anh thì anh phải phân bổ nó như thế nào? Nhà này thì mình may mắn thì được trường hỗ trợ nên mỗi một tháng mình chỉ trả tất cả điện, nước, ga. Tiền thuê nhà thì khoảng hơn 2 man một chút thì tương đương tầm khoảng 4 triệu rưỡi tiền Việt. Hàng ngày anh làm ở trường đại học thì một tháng thì thế nào? Thì người lương thì là ở Nhật thì người ta dễ tính, tính theo năm, 850 triệu đến 900 triệu trên một năm. Nhưng mà người ta phải trừ tiền khoản tiền thuế đi thì mình sẽ nhận được ít hơn. Thực ra là cuộc sống chi tiêu ở đây thì nó không đến nỗi quá đắt đỏ so với cả Hà Nội. Mọi thứ rất là rẻ. Ủa vậy hả? Chứ mình vẫn nhiều người nói là sống ở Nhật khá là đắt đỏ. Cái gì đó tiền nó cũng cao, nếu tại vì giá là tiền cao. Nếu như mình chịu khó đi chơi ở ngoài. Còn đối với mình thì suốt ngày mình đi lên trường. Lên trường xong về nhà. Về nhà. Anh thật là mẫu người đàn ông mẫu mực. Tại đây, Sĩ Thanh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chính của mình. Thì ngày hôm nay em đến đây như một người kết nối với chương trình. Sẽ đem những món quà từ quê hương của anh, từ gia đình, chính gia đình của anh gửi đến anh. Nhưng một món quà đã động viên tinh thần của anh. Đây chính là khung cảnh ở gần chỗ nhà mình. Đây chính là bác gái. Bác mời các cháu vào nhà uống nước. Bác trai, bác gái. Đây là vùng thôn quê đi bằng ô tô. Giới thiệu về chương trình của Cường là bố. Anh nhìn giống bố quá. Em rể của Cường. Hướng thì bây giờ là con của Hướng. Đây là bạn cùng học của Cường từ tuổi nhỏ, bạn Hoàng. Anh đi từ năm 2008. Tháng riêng bắt đầu là sang bên Hàn Quốc.
và anh học tập ở bên đấy. Cảm động. Anh thì ít thời gian học, ít thời gian mà nói chuyện, thường thường là cứ tầm độ chập chập tối thì gọi điện cho anh thì là anh tắt máy. Và những cái tầm này cứ bảo là con bận lắm, mà không biết anh bận với cái gì, mà coi như là cứ nói là cứ bận thôi. Ở nhà mới làm đây là để cưới em gái. Cường từ nhỏ đến lớn là Cường sinh ra là lớn lên ở ngoài kia, Đại Cường. Cường ơi, con còn nhớ căn nhà này không? Con từ bé cho đến lúc học đại học xong ra trường con đi nước ngoài vẫn còn ở căn nhà này đây con ạ. Nói chung là ngày xưa thì anh Cường hay ngủ ở đây, bố thì ngủ trong, anh Cường đây. Lớp học đại học là bao nhiêu mất điện, nó bắt tất cả lớp là coi như là để quả quà cho anh Cường để anh Cường thi đỗ đại học đấy. Đấy, giới thiệu chương trình. Đây là hai cái ghế của em. Hai anh em ngồi học, đây đang học này đây. Báo cáo với chương trình đây là một tổ kỷ niệm. Dù rằng nó cũ hay nó hỏng hay như thế nào cũng vẫn cố gắng giữ gìn. Bao giờ mà coi như không giữ gìn được nữa thì mới thôi. Chiếc xe đạp này thì báo cáo với chương trình là chiếc xe đạp này đã thật cái chương trình là coi như là anh cứ dẫn vào luôn mà. Vâng, coi như là đi trường đại học Bách Khoa. Khi mà Cường đi thì tôi cũng rất là băn khoăn. Cái thứ nhất là con gầy quá. Lúc anh Cường đi ra sân bay mà bác không cần được mở mắt, mà vẫn bây giờ vẫn còn nhớ thì là anh Cường đi lúc đấy là một cái áo xếp màu đen. Thì anh Cường đi rất là nhớ mẹ nhưng anh không thể hiện. Lúc về nhớ con không làm gì được đâu, nhớ lắm, không biết làm thế nào, chỉ biết khóc ngượng ngùng khóc. Lúc đấy chỉ có mỗi hai người ở nhà thôi. Còn đây là mối nhà mình đây. Là vừa rồi là chia 268. Vừa rồi là lúa nhà mình được 2 tạ một sào. Nếu bán thì nhà mình dùng nó bán thì nếu tính ra là được 700 một tạ. Con thì đi ruộng nhà mình đây, con đi yên chí học hành và công tác. Bố mẹ vui lòng. Nếu con thấy cần cái ruộng nhà mình thì con không phải suy nghĩ gì cả. Động viên con học tập công tác tốt. Sao bố mẹ mong con sớm như là xây dựng gia đình và có cháu nội, bố mẹ tức là yên tâm và giúp đỡ mùng về Tết trong lúc bố mẹ hay còn sức khỏe. Ước gì bây giờ mẹ được gặp con để mẹ ôm con giống như thời ngày xưa mẹ bế con ấy. Em cảm ơn. Anh cảm coi em rất nhiều. Coi clip này sao anh cảm giác rất là nào? Cảm động. Mọi người gửi gắm tình cảm dành cho anh. Rất cảm động biết ơn. Thực sự thì em nghĩ là gia đình là một chỗ dựa rất lớn cho mình. Đôi khi nhìn lại cảm thấy nhớ mọi người lắm đúng không anh? Muốn mua vé máy bay bay về liền luôn. Trong lúc anh Cường đang nghĩ đến việc muốn được gặp gia đình mình thì ekip đã có một bất ngờ lớn hơn dành cho anh. Trong lúc anh Cường đang trò chuyện với Sĩ Thanh, có một người đang leo thang bộ lên căn hộ của anh. Đó chính là mẹ của anh, bác vừa xuất hiện trong đoạn clip vừa rồi. Thật ra thì chương trình đã bí mật sắp xếp đưa bác ấy đến Nhật để tạo niềm vui bất ngờ cho anh Cường. Người mẹ đã lặn lội khoảng 3.000 km từ quê hương Việt Nam xa xôi đến đây. Có lẽ đây sẽ là một điều không thể nào ngờ tới được,
Vậy hãy chờ xem phản ứng của anh Cường sẽ thế nào. Có thể một dịp nào đó nó quay về thăm gia đình. Thì trong năm nay thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ quay trở về thăm gia đình và người thân. Dạ. Nào em hy vọng. Cảm ơn. Không biết các anh có khách mời. Con. Anh hơi lúng túng đúng không? Đây là món quà bất ngờ cuối cùng mà chương trình muốn tặng anh cũng như là bác. Bác thật sự đã trải qua rất là nhiều khó khăn, hơn 24 tiếng đồng hồ. Anh có lời nào muốn nói với mẹ lúc này không? Thật sự là em thấy bác rất là xúc động, bản thân em cũng rất là xúc động. Em thấy anh có hơi cái kiểu như là bị ngợp. Thì anh quá bất ngờ, rất là bất ngờ. Vui em ạ, con cảm ơn, con biết ơn mẹ rất nhiều. Nhưng con gầy quá, con gầy lắm.